Hello, xin chào quý vị và các bạn ha. Chào mừng các bạn quay lại với channel xe máy giá rẻ. Hôm nay thì mình lại cập nhật cho anh em cái lô mới về luôn, vừa nhập đội số lượng khủng luôn, nó đủ tất cả các loại anh em. Thì chịu khó mình tham khảo hết clip nha. Thì đồng hành giới thiệu trong nay thì có em anh Thảo. Hello, xin chào mọi người nha. Hôm nay mình tiếp tục là báo giá xe và giảm giá cho mọi người nha. Đặc biệt là chuẩn bị là qua Tết dương lịch rồi đó, nên là anh em mà có nhu cầu mua xe thì liên hệ với mình nha. Mùa hôm nay mình về được một lô xe tiếp tục mà mới nhất luôn mọi người đó, và những cái màu hot nhất cho anh em luôn nha. Đặc biệt là hỗ trợ cho anh em trả góp cực thấp luôn nha. Rồi, con này là con nghẹt 150 màu đen đen bóng mọi người nè. Đó, 55. Đen 155 màu đen bóng nha. Con này là mình sơn 3D nha mọi người. Mà là một mẫu của màu rin, nhưng mà mình sơn 3D lên y chang cái màu màu đen đen bóng á mọi người. Con này là khóa thường thì là giá là sẽ là 42 triệu mọi người nha. Đó, còn anh em muốn lên khóa thông minh là 44 nha mọi người. Đó, những cái dòng nghẹt này anh em mua góp trả trước cho em tầm 5 triệu là nhận xe nha. Rồi, qua phu chờ trắng mọi người, phu chờ trắng là cái con mà anh em mà hỏi nhiều nhất nè mọi người. Phu chờ trắng bánh mâm nha. Con này là 33 cũ rồi mọi người, 33 triệu nha. Đây, con này thì anh em mua trả góp á, anh em trả trước tầm khoảng 3 triệu thôi là nhận xe nha. Lô này mình về tầm 3-40 con. Tầm khoảng 3-40 con luôn, cho nên đang xả kho luôn mọi người nha. Nó có màu đen nhám rồi nè, đen nhám, đỏ và xanh luôn mọi người nha. Đó, đều là 33 triệu bánh mâm nha mọi người. Ngoài ra bánh căm sẽ là 31 triệu thôi mọi người nha. Winner V3 mọi người nè, CBS mọi người. Con này là CBS đang bán với giá là 32 triệu thôi mọi người nha, bao gồm thuế VAT hết mọi người nha. Rồi nếu mà anh em lấy bản thể thao 2023 nữa là 35 cũ mọi người nha, 35 triệu một chiếc nha. Trả trước tầm khoảng 3 đến 5 triệu là anh em sở hữu em Winner X nha mọi người. Winner thì sẽ có màu đỏ này, màu đen, màu trắng nha mọi người. Còn HRC là nó sẽ có màu đỏ nhám này, màu bạc này, rồi màu đen nhám nha. Rồi, SH150 ABS mọi người, con này em xả lỗ cho mọi người nha, tiếp tục xả lỗ mọi người. Con này là lỗ 20 triệu đó mọi người. Từ lúc mua 128 triệu mà nhập về bây giờ em bán còn 100 triệu thôi mọi người. Đó, thì mọi người biết em lỗ cỡ nào rồi em xả kho luôn nha. Anh em mà có nhu cầu mua SH150 thì liên hệ với em nha. Con này thì 100 củ mọi người, bao gồm VAT luôn nha. Dòng này thì trả trước tầm 30 củ là nhận xe nha. SH125 mọi người, tiếp tục con này là bán rất là chạy luôn, cháy hàng luôn mọi người nha. SH125 CBS 2024 mọi người nha, 73 triệu nha mọi người. Đó, trả trước 15 triệu là nhận xe mọi người. Rồi, SHMO mọi người nè, SHMO ABS mọi người, 63 triệu mọi người nha, ABS 63 triệu nè mọi người. Đó, màu đỏ nè, màu bạc nè, ngoài ra màu sáng xi măng sẽ là 65 nha mọi người. Ngoài ra thì có SHMO CBS luôn, CBS là 58 triệu thôi mọi người, trả trước tầm 12 triệu là anh em sở hữu SHMO nha. Rồi, Vision nè mọi người, Vision cao cấp nè, 33 triệu giảm 1 triệu còn 32 triệu nè mọi người. Đó, Vision tiêu chuẩn là 30 triệu 500, giảm là còn 30 mọi người nha. Là anh em trả trước cho mình tầm 2 triệu trở lên là anh em sở hữu Vision nha mọi người. Rồi, AB nè mọi người, 60. AB 160 phiên bản đặc biệt. Con này khá là bây giờ là gọi là cháy hàng luôn mọi người, không có hàng nha. Con này thì em sẽ bán với giá là 54 triệu 500 nha mọi người. Còn anh em mua mà 125 nè, như còn màu xanh, màu đỏ là 38 triệu thôi mọi người nha. Đó, trả trước cho em tầm 5 triệu là nhận xe nha. Rồi, ở đây có SHMO màu xám mà xám bạc em về rất là nhiều, còn chắc cũng khoảng 15 xe ấy, mọi người. Đây, cái dòng này là ABS nè, 63 triệu mọi người nha. Trả trước 15 triệu là nhận xe bản ABS luôn mọi người nha. Rồi, qua đây có Vario 160 xả kho mọi người nè, còn có mấy chiếc thôi. Hiện tại em còn chắc cả chục chiếc thôi, bữa giờ xả anh em ủng hộ khá là nhiều nha. Thì 45 triệu đối với màu phiên bản ABS mọi người nha, còn 39 củ đối với bản CBS mọi người nha, 38 đến 39 củ bản CBS nha. Dòng này anh em mua góp trả trước cho em tầm 5 triệu thôi, em hỗ trợ cho mọi người mua góp nha. Rồi, qua đây có Sachia mọi người nè. Sachia nhập Sachia ra bữa giờ bán cháy liên tục đi. Cháy liên tục luôn mọi người. Cái dòng Sachia này là anh em ủng hộ khá liên tục. Và giá của con này bây giờ chỉ còn có 40 củ thôi mọi người nha, 40 triệu thôi nha. Đấy, hôm qua anh khách hỏi là ủa lúc anh mua xe ở cửa hàng về dưới quê á, là anh em ở dưới quê hỏi ủa bạn sao mà rẻ dữ vậy, có phải mua xe cũ không? Không nha mọi người, xe này mới 100% bảo hành toàn quốc mọi người nha. Có sổ bảo hành 3 năm cho mọi người luôn nha, mọi người yên tâm nha. Đó, cho nên là anh em mà có coi kênh á, mọi người mà muốn thích Sachia thì mọi cứ liên hệ với em đi, tại vì dòng Sachia này bên em đang được giá rất là ưu đãi nha mọi người. Đó, và hỗ trợ trả góp cho anh em đưa trước 5 triệu là nhận xe thôi, 10 12 13 triệu là anh em có cả vẹt góc luôn nha. Đối với Sachia nè, đó. Rồi tiếp theo nữa là con Vario nè mọi người. Con Vario 125 màu khóa thông minh màu xanh nhám nha. Con này là 37 củ nha mọi người, 37 triệu nha, là bao gồm VAT nha. Liên hệ trước em giảm thêm mọi người 1 triệu còn 36 luôn. Đó. Còn AB thì 38 triệu nha mọi người. 38 triệu trả trước 3 triệu nhận xe. Winner V3 CBS màu đen. Con này thì 32 triệu nha mọi người.
Đó, còn con này là HRC là 35 triệu nha mọi người, bao gồm VAT luôn nha. À, Winner V3 nè, ABS nè, màu bạc nè mọi người. Mới về một lô nha, lô mới về luôn, màu bạc, màu đen nhám nè, ABS 35 cũ nha mọi người. Đó, trả trước trong khoảng là 5 triệu là nhận xe nha. Đây, có SH 150 ABS màu trắng. 150 hình như đang xả, bây giờ còn xả 5 con à? Còn 5 con mọi người, bản ABS luôn, là lỗ đến 20 mấy triệu, 27, 28 triệu mọi người. Còn con này em bán còn có 100 triệu mọi người, 100 triệu thôi, bao gồm VAT luôn nha. Đó, còn anh em mua CBS 2024 này, 125 này, 74 cũ nha, giảm 1 triệu còn 73 nè mọi người. Đó, đây, trả trước tầm khoảng 20 cũ thôi nhận xe mọi người nha. Còn SH Mo thì cứ ABS nè, 63 triệu nha mọi người. Đó, trả trước 15 triệu là nhận xe nha. Tiếp theo là Vision thể thao mọi người, màu đen với màu xám xi măng cũng còn khá là nhiều nha. Con này thì là 37 triệu bao gồm VAT nha mọi người. Đó, và anh em mua bản đặc biệt sẽ là 33 triệu 500 nha mọi người. Đó, Mio thì đợt này giảm cực mạnh luôn, 26 triệu giảm 1 triệu còn 25 triệu nha. Ok. Mio này trả trước 2 triệu nhận xe. Mới về thêm lô ẹt 150 nè. Ẹt màu trắng đỏ này anh em hỏi rất là nhiều nha. Màu này là màu nguyên thủy mọi người. Đó, và cái màu này là đi anh em nói chung là xưa nay rồi, cho nên là anh em rất là thích cái màu, quay lại với cái màu cũ rồi nha. Thì đối với màu này thì là 41 cũ mọi người nha. Đó, nếu mua góp thì anh em trả trước 5 triệu nhận xe nha. Nó có con màu đỏ nhám ở đây thì cũng là 41 cũ mọi người nha. 41 triệu một xe thôi nha. Đó, bao gồm VAT luôn. Rồi, future trắng này mọi người. Future số lượng nhiều nha. Future số lượng nhiều lắm, trắng. Mà future đợt này sao anh em mua trắng rất là nhiều luôn mọi người. Màu trắng là mua là anh em hỏi khá là nhiều luôn. Mình cuối năm thì cũng giảm giá luôn, cho nên mình về được một lô tầm 30 xe luôn, cho nên là mình xả kho luôn còn 33 triệu mọi người nha. Bánh băm 33 triệu nha. Đó, đồng giá cho anh em màu xanh cũng 33 luôn nha. Đó, ngoài ra màu đỏ, màu đen cũng là 33 triệu mọi người nha. Bánh mông hết mọi người nha. Đó. Rồi, phía trong này đi, vô trong này sẽ em quay thêm ad 155 màu xám này mọi người, con này 46 triệu nha mọi người. Đó, con này là màu rin 100% luôn nha. Rồi, mới kinh cũng về được hai mấy chiếc màu xanh nè mọi người. Mới kinh được này khá rẻ mọi người, có 42 triệu bao gồm VAT luôn nha. Đó, trả trước 5 triệu là nhận xe nha. Còn Vario AB này, cái màu này nè, cái màu AB này màu xám em sơn lên mọi người nha. Con này là anh em mua khá là nhiều nha. Có bữa có được chủ nhật mà sơn 5 chiếc mà hết sạch luôn. Anh em lên mua hết luôn. Mà chỉ cái màu này nha. Màu này đi là rất là đẹp, nó giống như cái màu bản đặc biệt đó mọi người, nhưng mà nó xám hơn một xíu nha, nhưng rất là đẹp nha. Con này là 39 cũ nha. Đó, còn nếu anh em mua Vario này mọi người, Vario là thiên đường rồi. Mọi người mà coi clip em thường xuyên rồi biết Vario rồi, thiên đường rồi. Gọi là khá là không còn nhiều, rất là nhiều xe luôn. Con này là 36 triệu mọi người nha. Màu sơn nha mọi người, màu trắng là sơn nha chưa? Màu trắng là sơn. Rồi màu rin nè, 37 triệu mọi người, khóa thông minh nha. Đó, màu này là 36 triệu nè mọi người, màu xám sơn lên khóa thường 36 triệu. Màu xanh này anh em, màu xanh nhám mọi người. Hôm bữa là xanh nhám hết hàng luôn, nhưng mà xanh nhám đợt này về cũng được chục xe nữa nha. Đó, thì là 37 triệu bao khóa thông minh luôn mọi người nha. Quen pha giá sao không? Quen pha hiện tại là giá chỉ có 17 cũ thôi mọi người. Đó, trả trước tầm 2 triệu là nhận xe, mà quen pha là đời 2024 nha mọi người. Đó, AB bản đặc biệt limited luôn. Con này thì giá sẽ là 42 triệu mọi người nha, bao VAT luôn. Có con ẹt phía trong kia thì giảm cho mọi người luôn, còn 43 triệu khóa thông minh nha. Đó. Rồi, ở đây thì có con ẹt xám cam thì 46 nha mọi người, còn màu đỏ future đỏ anh em cũng hỏi khá là nhiều future đỏ này. Một đó, bên kia cũng future đỏ quá trời luôn. Ok. Đó, trong kho thì số lượng nhiều nha mọi người. Đó. Thì còn Vario thì 35 đến 37 triệu là khóa thường, khóa thông minh nha mọi người. Liên hệ trước em giảm 1 triệu nha. Đó, trả trước 3 triệu thôi nhận xe. Và đặc biệt là cũng gần Tết Dương lịch rồi, anh em mua xe thì sẽ tranh thủ mua xe, nhưng còn 1 tháng nữa thôi. Nên là mình mọi người mua càng sớm thì biển số mình tranh thủ làm biển số trước Tết để anh em mua về, để về quê ăn Tết nữa mọi người. Tại vì nếu mà mọi người mua cận Tết quá thì bây giờ mà đến Tết á, thì còn hơn 1 tháng nữa thôi, mà anh em tranh thủ mua sớm á, là sẽ kịp biển số cà vẹt cho mọi người trước Tết nha. Rồi nếu mà mọi người đến mua xe á, mọi người sẽ liên hệ trước với em sẽ giảm cho mọi người 1 triệu tiền xăng cho lên mua xe nha. Ở xa đến mua xe á, mọi người có muốn ship xe thì mọi người cứ lên mua xe xong làm giấy tờ xong là mọi người muốn ship xe về đâu thì cửa hàng sẽ hỗ trợ cho mọi người nha. Rồi, cảm ơn mọi người nha.